Lê Lộc và Quyền Linh xin kính chào quý vị. Chúng ta lại gặp nhau trong chương trình mà có thể nói duy nhất Việt Nam đó quý vị. Cái quan điểm mẹ chồng nàng dâu ngày xưa xưa lắm rồi quý vị. Bây giờ không có còn cái khoảng cách đến đâu. Mẹ chồng nàng dâu giống như mẹ ruột con ruột vậy. Và nhưng vẫn có những mâu thuẫn. Chúng ta hãy cùng xem ngày hôm nay mẹ chồng nàng dâu có những mâu thuẫn gốc khuất gì mà họ chưa được bàn đến với quý vị nha. Mời quý vị đến với mẹ chồng nàng dâu đầu tiên. Mới vô nhà tắm đóng cửa cái kình có 30 phút mà bay đập cửa đùng yết mày có sao không? Sao vô rồi con bệnh là xỉu chẳng hơn gì vậy con? Xong cái mở cửa ra là đầu gọi mới có phần nửa chưa tả. Xin mời. Dạ chào anh Linh. Dạ chào cô. Mời cô ngồi ạ. Dạ chào em. Dạ chào chị. Ngồi đi em. Rất vui được chào đón hai mẹ con đến đây để tham gia chương trình. Bây giờ thì cô với em có thể giới thiệu cho mọi người cùng biết mình đến từ đâu về. Tôi Châu Thị Tha ở năm nay 60 tuổi. Ở xã Thường Phước 2, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. Cô 60 tuổi hả cô hả? Yeah. Nhìn trẻ quá. Ở dưới quê cô làm nghề gì cô? Chăn nuôi. Chăn nuôi hả? Yeah. Mình giới thiệu đi chị. Em tên là Phạm Thị Yến. Em 30 tuổi. Nghề nghiệp của em là giáo viên. Em làm dâu của mẹ được 5 năm. Thường dưới quê ngày xưa các bác mẹ chồng đó hơi khó khăn với con dâu lắm. Không biết mình có khó không ạ? Không khó, bị dâu đi làm à. Thì nó làm về thì mình nấu cơm ăn xong hết rồi. Bác nấu cho con dâu luôn? Ờ, nấu con dâu. Bây giờ mình trở ngược làm dâu nó. Cái ngày đầu tiên mà bác gặp con dâu tương lai á thì mình cảm giác như thế nào? Mới đầu tiên thì nó dẫn về thì mình thấy con dâu nó bé quá à. Bé hả? À, nhỏ đâu... mẹ nhỏ. Nhỏ. Dạ. Dầu thành ra ấy cũng để đó đi. Dầu sao nó dẫn gì nữa thì thôi nó chịu thì mình chơi luôn chứ còn gì nữa. Dễ thương quá. Dạ chị, cho em hỏi xíu là chị có nhớ cái lần gặp đầu tiên với mẹ chồng của chị không? Dạ nhớ, dễ gì quên. Tại vì lần đó lúc mà lần đầu tiên em về với mẹ thì lúc đó hai đứa chưa quen. Lúc đó là chỉ hàng xóm thôi hà, hai thằng bạn chung trường. Xong rồi cái lúc đó là chị dâu em á là quê ở Hồng Ngự. Xong rồi mượn sáng đem chở về giùm. Thì em thì có cái tật là mù đường. Xong chạy sáng 8 giờ sáng đưa chị về tới nhà. Xong rồi đánh cua từ Hồng Ngự xong rồi lạng qua Thanh Bình xong xuống Tam Nông. Cái tam giác đó là chạy hoài luôn 12 tiếng. Xong rồi cái tự nhiên nhớ mình có một người bạn ở Hồng Ngự mà. Điện nó ra, nói ơi giờ tao bị lạc rồi mày ra mày rước tao đi. Xong rồi rước chạy xuống mặc quần cục chạy xuống rước về. Xong rồi đó tối rồi cái mẹ nấu cháo gà cho ăn. Xong rồi nhìn nó trời ơi trời 2012 rồi. Mà tóc tém nhật theo mà mặc áo bà ba. Mà ấn tượng á, cả hàm răng quá trời đẹp. Lúc đó năm mấy tuổi hàm răng đẹp dễ sợ á. Trời trời nữa mình năm mấy tuổi có được đẹp vậy không? Không sau này mới phát hiện răng giả. Ấn tượng là một tiếng răng giả. Dễ thương, nói chuyện dễ thương quá. Có một bài hát là Hồng Ngự mang tên em á. Hay lắm, em có biết bài đó không? Dạ thuộc luôn. Ồ hay quá. Ôi. Hát giới thiệu về bài hát thôi. Năm nay thì cũng hên đó là mới vừa kỷ niệm 200 năm Hồng Ngự xong thì cảm thấy là ở ké Hồng Ngự nhưng mà tự hào. Nhưng mà cũng quất được một khúc. Một khúc đi coi. Tôi có người yêu mang tên Hồng Ngự. Dạ hết thuộc rồi. Trời gì quá vậy? Hả? Trời ơi, cái bài hát ta lãng mạn, hát có một đoạn không ai hiểu. Quan trọng là hát đầu với khúc cuối. Tôi có người yêu mang tên Hồng Ngự. Dù bao cách chờ xa xôi mịt mờ, tình này còn dâng em đó. Hình dáng của người em yêu, Hồng Ngự ơi nhớ em muôn đời. Bài khá vậy. Lúc bây giờ làm dâu thì cô có ấn tượng gì không? Thì ấn tượng có cái đi dạy gì mình nằm á thì bắt đầu đè nó hôn hôn vào nó mò vú. Trời ơi vậy kiểu như là hồi nhỏ lớn á em bị ghiền con vú xong rồi cái nói chung là mẹ thân thiện lý cái tưởng đâu mẹ ở nhà xong rồi về là được thì cứ khai thác mình sử dụng. Hai mẹ con chắc hợp nhau dữ lắm ta. Hợp gì cô?
Thì hợp có cái làm bệnh mẹ cha bệnh thì nó cũng quan tâm, nó hợp. Ăn uống có hợp không? Ăn uống cũng hợp. Quần áo thời trang có hợp không? Không hợp. Ủa sao nó mua đen, còn tôi đâu có mua đen đâu. Không giúp mẹ mua đen luôn, mua đen có mình vậy. Em nói anh hả, mua xong á mẹ nói để đóng nữa đó, mẹ có mặc đâu. Mẹ nói mặc uổng, với lại mặc kỳ quá. Thấy ngay 2017 rồi mà mặc áo ba suốt, quần ống chà bá vậy đó. Sau rồi cái nói thôi mẹ ơi, mẹ mặc quần tây đi, áo sơ mi hoặc là áo thun này kia. Không mấy mẹ mặc váy đi. Mẹ nói mày tào lao mày quá, mặc quần ống thao tao mặc được, lạnh lắm. Là chân không mua đồ về chân không. Quần ống nó lạnh lắm hả? Là cái ống nó rộng quá hả ba? Quần ống là cái váy á, có con ống một đó. À trời ơi. Rồi mẹ chồng nấu nướng không, mà con ít có nấu hả? Không, em đâu có cơ hội đâu, vô bếp, bếp của mẹ mà thì để mẹ làm. Chứ vô nhiều khi chất quá kỳ. Với lại thường là mẹ em nấu ăn ngon lắm. Rồi thí dụ mà em vô nấu bữa đó cả nhà đói tội nghiệp thôi, ăn phận. Bữa nào có nào thử, bữa nào mình trổ tài bữa không được hả? Có, nấu bữa rồi. Nấu bữa làm sao? Xong rồi đem ngay cho heo ăn luôn. Trời ơi. Trời ơi. Không, mà tính ra con với vú cũng hợp vụ ăn uống chứ bộ. Ví dụ như nấu ăn là hai mẹ con hợp, tức là mẹ thích nấu còn em thích ăn thì em nghĩ đó hợp. Vậy còn những chuyện nào không hợp không chị? Không hợp nhiều, ví dụ như là mẹ thì tắm nhanh còn chị thì chậm. Nhưng có một lần vô tắm, mới vô nhà tắm đóng cửa cái kình có 30 phút à. Ba đập cửa đùng đùng, mày có sao không? Sao? Vô rồi coi con bệnh này xỉu chóng rồi gì vậy con? Xong cái mở cửa ra là đầu gọi mới có phân nửa chưa xả nữa. À, nói chưa, con mới tắm xong chưa gọi đầu xong, chờ chút xíu nữa là 20 phút nữa ra. À, nó là hơi chậm. Rồi thêm cái nữa là mẹ gì cũng khéo léo hết trơn á. Còn chị thì hơi vụng về, hơi hậu đậu chút xíu. Còn lần á là đi chở mẹ đi chơi, cũng tổ chức 20 tháng 10 này kia đồ, nhưng mà thấy dụ dỗ mẹ đi chơi bời cà phê cà pháo này kia, tóc tai này kia đồ. Xong có lần đó chở đi về, xong cái đường nhà em là cái có thang xuống gì nè, cái đường cũng khó. Xong mà chở ở đó giờ mẹ ba rồi anh chồng em cũng vậy, nó không dám chở xuống. Lần đó em đẩy xuống luôn, chở từ ở trên lộ mà xuống dưới nhà hang gọn hơ luôn, mẹ nằm gọn trong bụi mía luôn. Mới bây giờ luôn. Mẹ chồng này dễ thiệt là dễ luôn. Nằm gọn mua mía gì vậy, có la gì không? Đâu còn hơi đâu la, lúc đó là đuối rồi. Ủa là chồng không có nói gì không? Đâu có gần đâu, nói ở xa. Tức là ở chung tỉnh nhưng mà hai đứa công tác, tức là hồi trước là hai đứa quen là ở Tháp 10. Xong rồi cái vụ em chuyển về Hồng Ngự, cái chuyển dọc đường sau làm như nặng quá, cái rớt ổng xuống, ổng ở lại Tháp 10. Rồi em về Hồng Ngự em dạy. Xong rồi mỗi lần mà hai mẹ con mà có chuyện vui chuyện buồn gì á thì ổng đâu có can thiệp được, xa quá mà. Lại chồng em ít tối lắm. Ủa chồng ở Tháp 10, vợ ở Hồng Ngự, vậy bao lâu mới gặp một lần? Hồi trước thì không ha, hồi em chưa chuyển về thì tháng về nhà một lần. Mà từ hồi em về cái tự nhiên phong thủy tốt hay vậy, từng nào cũng về hết trơn á. Mẹ nói nhờ nghiến về không lắng nó mới về được. Trời ơi. Tuần mới về một lần hả chị? Dạ, giờ xưa hơn nữa rồi, giờ tới 3 tuần hoặc tháng mới về một lần. Trời, tại công việc vậy? Nhiều. Tại vì làm tới thứ bảy lần, thứ bảy là tới chiều tối mà về được có ngày chủ nhật. Đâu liếm láp gì được, thôi ở dưới luôn đi. Mẹ chồng hay chứ cười quá tuyệt vời. Có khi nào mẹ con có vui vậy nhưng mà có khi nào xảy ra cái mâu thuẫn gì, cãi nhau hay là làm buồn lòng nhau chưa? Không có. Không có luôn. Có mẹ có, con khai, con trung thực mà. Nói chung là trong suốt mà từ khi mà mẹ em rinh em về á thì hai mẹ con không có cái gì buồn hết trơn, làm như buồn lần xong thôi. Tức là lúc đám hỏi á, lúc là làm lễ hỏi á thì chung nhà cũng có trục trặc đó, là do ông nội ông trưởng tộc á. Như nhà hai bên thì bàn luận xong hết rồi, cái tự nhiên ổng lanh, ổng đi bắt lỗi bắt phải, ổng nói thiếu này thiếu kia. Mà thực sự là bữa nay mà em lên em khai á là ở nhà em mới biết, chứ nhà em chưa biết nữa. 5 năm qua em ru không biết gì hết. Tức là chỉ có hai mẹ con biết thôi. Cái mẹ về mẹ buồn quá, mẹ khóc, mẹ điện xuống mẹ khóc là 1 tiếng đồng hồ, tốn tiền điện thoại quá trời luôn. Cái nói giờ nó khó rồi, thôi giờ mẹ nghỉ cưới con rồi, con đi kiếm chồng khác đi, coi như mẹ tặng lễ cho con á, con đi kiếm chồng khác đi. Khóc quá khóc, chồng em bệnh sốt luôn, xong rồi cái em cũng khóc nữa. Cái nói thôi giờ lỡ mẹ ơi, không phải lỗi do ông trưởng tàu, cũng không phải lỗi do ai hết trơn, lỗi là do định mệnh thôi. Bây giờ hai mẹ con mình cố gắng đi, mình vượt qua chặng này nữa thì thôi. Xong là em tự hứa với lòng là lần đó là lần duy nhất để mẹ khóc. Từ khi mà về tới giờ là không bao giờ để mẹ rớt nước mắt vì em nữa. Một lần nào.
Mà sau này cũng vậy á, mẹ hứa luôn á, sau này cũng vậy luôn. Nhưng mà chị có khi nào chị khóc chưa? Có khóc là khi mà chuyển trường về á, xa chồng cái ngồi trước khóc. Cái mẹ nói thì mày ủng đồ mày đi Di Dứ luôn đi, mày chuyển ngược Di Dứ đi. Là khóc nhớ chồng chứ không có khóc gì mẹ. Tại mẹ lên em lấy ăn khen mẹ hoài cũng kỳ quá mẹ. Tuyệt vời lắm. Từ giờ hoài mà không tuyệt vời hết chưa? Nhưng mà đó giờ có một chuyện mà con giấu 5 năm mà con không dám nói chồng con cũng không biết nữa đó. Mà sợ nhiều khi nói ra, nay nói xong biết cuộc sống nở qua hay cuộc đời với khách. Mà mẹ hứa là mẹ không giận con đi rồi mẹ trả tiền xe cho con về bữa nay đi con mới nói. Mẹ hứa đi. Mẹ hứa. Là lần đó là nhà đám giỗ. Cái mẹ có mấy cái, có một cặp nồi đen, nồi đó mua sau hồi lúc mà Hòa Bình tới giờ á. Cái tật thì hay hậu đậu á, cái bữa đó âm thầm lặng lẽ ra dẹp đồ này kia đồ lăn mà. Xong cái đứng lên cái trúng cái nồi á, bể nồi. Cái chết rồi, sao vợ nồi quý lắm. Cái âm thầm lặng lẽ phóng vô bùng ngủ tới sáng luôn. Cái mẹ, trời đất ơi con mèo âm binh nào nó làm bể cái nồi của tao. Rồi sao là giá được, nó bể bánh chành hết rồi. Im luôn, trời con mèo kỳ quá ha mẹ, tự nhiên cái nồi bể luôn. Nay khai mẹ con là... Bao tao thua. Tao thua luôn. Dâu nó có tật xấu gì mà chưa bao giờ kể ra nghe không cô? Nó có tật xấu là đi đâu bỏ tiền, đi đâu giục tiền, tôi mắc đi theo nó. Nó đưa tiền thì nó đi mua đồ hở giục xịt tay không gì đâu có mua gì đâu. Ủa sao kỳ vậy? Hậu đậu dữ vậy trời. Quên nó tưởng nó cầm rác hay giấy gì đó liền luôn mà Tết. Có hồi năm rồi đó là 2016, Tết 2016 á, là trường em tổ chức thi nấu ăn nguyên quyện luôn, nguyên ngành. Cái đâu biết nấu đâu, cái nói mẹ chỉ con món gì mà đơn giản nè, hiệu quả nè mà ngon, lặng đạt á, thì mẹ chỉ nha. Cái bắt đầu mẹ nói không mày làm cá hấp đi con. Ở Hồng Ngự mình là nuôi cá nhiều lắm, mới nuôi làm cá hấp đi. Thế là nguyên nhà là ăn trong vòng nửa tháng cá hấp núm. Tao nói giờ gặp cá liêu hồng hấp núm là ngán hơi lòi cổ. Xong hấp cái xong mẹ chỉ làm rồi, xong rồi tới đó cái quên hấp cá không mà bỏ quên núm ở ngoài. Gớp luôn, gớp luôn hả? Chứ không may bỏ núm vô là đậu rồi. Rồi á mẹ đưa tiền đi chợ mua cá đó là cầm 120 ngàn, xong rồi cầm hồi chạy xe không biết liền đâu mất tiêu. Em tới chợ cái mẹ hỏi là tiền đâu rồi không biết nữa, mẹ chắc gớt đâu, chạy lại kiếm là người ta lụm mất tiêu rồi. Em mà may em mà gặp mẹ chồng mà khó chắc khỏi ở luôn quá. Không, mẹ em khó, mẹ em khó lắm, căng lắm. Mỗi một có một chuyện gì mẹ giận mẹ la, mà hên em hên làm như may mắn hay sao, hợp xấu hợp. Rồi để xem ông xã của em sẽ nói thế nào nha. Vì mẹ bầu quả sống rất hòa hợp như hai mẹ con ruột gì ấy đấy, không thấy thị mâu thuẫn gì hết, để chồng can ngăn. Mong qua chương trình này mẹ bầu quả xung đột nhau để con giải quyết mâu thuẫn giữa mẹ bầu quả. Trời ơi. Để chứng tỏ bản lĩnh người chồng đối với quả và người con đối với mẹ. Vừa vậy nói con hiền hết mà. Cuối lời con nói với mẹ là con yêu mẹ nhiều lắm, mong mẹ luôn sống khỏe với con cháu. Còn duyên vợ anh gọi đến vợ là anh yêu vợ nhiều lắm. Hai vợ chồng mình sống cái dân lông đầu bạc nhé vợ, dù mình có con hay là không ai biết vui vợ. Vậy nói ôm bông cũng khô không nói. Mẹ làm như bữa đó làm như không nhậu hay vậy, mẹ không lột lử nó quá trời lắm. Mà con không nghĩ là chồng con không có cái tâm địa là không thúi hai mẹ con mình xung đột với nhau. Mà kiếm chuyện xung đột mà cũng không có. Con chị suối nè, chưa thấy một cái chương trình nào mà con mà chồng mà suối mà mẹ con nhà chồng dâu xung đột nhau chứ. Ủa nhưng mà thật sự là hai vợ chồng lấy nhau 5 năm á là cũng thời gian dài rồi, mình chưa có con, nó có nguyên nhân gì không em? Dạ thì mới đầu em cũng nói rồi đó, mới đầu thì cũng có mà làm như không có duyên hay sao á, cũng mong nó có được đứa con cũng được nữa mà 5 năm mà chưa có thấy. Bây giờ khoa học tiến bộ rồi, y học tiến bộ rồi này, đơn giản thôi. Nếu mình chịu khó mình gặp các bác sĩ tư vấn á thì nghĩ rằng mình quyết tâm thì cũng được thôi ha. Mẹ nhiều khi cũng mong cái mẹ nói này kia, nói thôi giờ gán kiếm đứa, cái mẹ cũng sợ buồn, mẹ an ủi cái nói thôi mẹ không sao đâu, không có con thì con nuôi ba mẹ được rồi, dành trọn tình thương cho ba mẹ, chứ có con nhiều khi nó bị chia sẻ lật lạc mất công mít lòng. Nhưng mà chắc ông lâu quá không về hay sao? Chắc vậy, với lại nhiều khi về cái đầu không có trúng mùa, mất mùa cái đầu nó lâu.
À, vậy thì hôm nay hai mẹ con có muốn điều gì nói với nhau, trao đổi một cái gì để mẹ con mình có thể gọi là vui vẻ và sâu sắc cả cuộc đời hay không? Nó thay đổi điều gì là thu xếp công chuyện, công việc của nó đó, chú phải lên tiếp mẹ chồng, chứ giờ mẹ chồng quá cực rồi. Thấy chưa, nói chứ cũng cười vậy thôi, chứ cũng cực quá rồi, phụ mẹ chồng chứ chút đừng có hậu đậu nữa. Nói chung là em thấy là mẹ em hoàn hảo rồi, cũng muốn là mẹ nghỉ hưu sớm, tức là đừng nuôi heo nữa. Thì qua chương trình ngày hôm nay thì con muốn mẹ nói với mẹ là thực ra là mấy anh em thì cũng lớn rồi, thì ai cũng có gia đình riêng hết, cho nên là mẹ có lo nhiều á thì mấy anh nhiều khi anh thấy như vậy nó không có phù hợp, nên anh làm anh chị làm mẹ buồn. Thì bây giờ những cái chuyện buồn đó mẹ bỏ qua đi. Rồi bây giờ hai mẹ con ôm nhau nha, em hứa với mẹ. Nãy mẹ nói cái gì đó, hứa đi. Con hứa với mẹ là nói chung là con sẽ cố gắng sắp xếp công việc, hãy về thực hiện tốt cái vai trò của con, không có để mẹ cực nữa. Đúng rồi. Còn cái vụ kia không? Còn cái đó là phải duy trì á anh. Còn sống là còn khai thác. Dễ thương lắm. Cảm ơn hai mẹ con rất là nhiều. Mà gửi một cái kỷ niệm để về mình lâu lâu nhìn nhớ có tham gia chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu ha. Chúc mẹ con thật là hạnh phúc nha. Dạ, con có phần quà dành cho cô và chị. Đây là nước yến Đông Trùng Hạ Thảo của thương hiệu Sinh Hy. Dạ, cảm ơn cô và chị đã đến với chương trình. Dạ. Chị thấy mẹ một phụ nữ bình thường, đơn giản và thậm chí là dễ tính lắm, cho nên mình cảm thấy rất là thoải mái, tự nhiên.